Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào các con. Con kính chào toàn thể chư vị tiền hữu tri thức một ngày mới an lành. Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Có 3 số 7. Hôm nay là thứ 7. Ngày 7 tháng 7. Có điều nó 2018. Số 7 rất là linh thiêng. Cho nên hôm nay không hẹn mà gặp. Một phút giây nó linh thiêng đến độ mà mình tự động gặp nhau với mấy bạn trẻ hát rất là hay của chùa. Và trước khi bắt đầu mỗi chuyện, trong cái chương trình mỗi ngày một mỗi chuyện thiền, sự có mặt của những bài hát của các bạn sẽ làm cho ngày hôm nay ấm áp hơn. Vậy trước khi nghe đến mỗi chuyện mà con kể, hãy nghe bài hát thiền ca của mấy bạn trước. Bây giờ thầy mời mấy con nhé. Hay. Thoải mái đi. Chân thật mời bạn đến bên tôi đây khi nước mắt rơi, đặt bàn tay thả buồn đau lên đất mẹ, thở cho sâu thở thật nhẹ mẹ ôm ấp cho, để thấy rằng cuộc đời kia rất tươi đẹp. Đầu tiên thầy được nghe bài hát này. Bạn tự đề tiếng Việt là gì? Bên nhau. Hả? Bên nhau. Của Làng Mai Ôn viết hả? Hai. Ai viết vậy? Hai. Rất là dễ thương. Này cái giọng của mấy con hát tiếng Anh cũng khá quá ha. Đứa nào cũng hoành tráng hết rồi. Rồi bây giờ thầy mời mấy con cùng mọi người nghe câu chuyện thiền. Như là thường lệ mỗi ngày thì có một mẫu chuyện và ý nghĩa của nội dung trong mẫu chuyện đó thầy sẽ cảm nhận từ cái hiểu của mình, cũng như nếu mấy con có gì cần hỏi hay có cái cảm nhận đó cũng có thể chia sẻ thêm. Thì mấy con sẵn sàng chưa?
Get ready nữa. Vẫn ngồi buông thư như vậy, thoải mái. Câu chuyện được kể về một vị thiền sư trẻ và một cô gái lấy đò xinh đẹp. Nghe hấp dẫn rồi nè. Rằng vị thiền sư phải thường xuyên đi trên đường đó qua một con sông khá là dài và rộng. Và người lái đò là một cô gái khá là xinh đẹp. Mọi người cũng vị thiền sư đó là những khách đò lên bên bờ bên kia xong rồi. Không ai cô gái nói gì cả. Quay qua thiền sư, cô gái nói: Bạch thầy, xin hãy trả tiền gấp đôi cho em. Vì sao? Yes. Vì sao? Vì thầy ngắm em. Sao con có từng đi trên xe buýt mà ngắm mà không trả tiền không? Có không? Hả? Bởi vì mỗi một phút giây của đời sống mình thưởng thức nhiều hơn là một thứ mình có đó. Đáng lẽ mình phải trả đấy. Yes. Mắt mình thấy nè, tai mình nghe nè, mũi mình nếm, hơi thở vào ra, đâu phải miễn phí đâu, mình tu nhiều kiếp lắm á. Yes. Mình tưởng nó bình thường không đâu. Ăn một cái chuối vô là trái chuối nó trở thành con người mình. Đó là một phép màu. Câu chuyện tiếp tục. Bữa thứ hai, vị thiền sư cũng như thường lệ lên khỏi bờ. Và cô gái quay qua: Bạch thầy, xin trả cho em gấp ba. Vì sao? Tôi đâu ngắm cô đâu. Thầy đang ngắm em dưới mặt nước. Sư này cũng lém lỉnh. Ông ngắm trực tiếp thì cũng ngắm gián tiếp, kiếm cái cách nào đó để mà hưởng thụ cho bằng được, cho nó ngọt quá. Đẹp lắm. Bữa thứ ba, vừa mới bước xuống thiền, thiền sư biết làm sao? 1, 2, 3. Nhắm mắt nhập định. Khỏi ngắm. Khỏi mở mắt. Âm thầm lên trên khỏi bờ bên kia. Cô lái đò xinh đẹp: Bạch thầy, xin trả cho em gấp năm. Vì sao? Vì thầy tương tư và nghĩ ngợi tới em quá chừng. Wow. Ngày thứ tư, khi mới bước chân xuống đò, thiền sư nhìn thẳng vào mặt cô gái, mỉm cười từ tốn. Bước chân lên khỏi bờ bên kia, vị thiền sư cũng mỉm nụ cười: Cô gái xinh đẹp à, bây giờ tôi phải trả bao nhiêu? Cô lái đò nhẹ nhàng: Dạ, em chở thầy qua đò miễn phí. Free. Vì sao? Vì em thấy thầy không có dính vào em nữa. Cái dòng sông đó biểu tượng cho dòng sông của sinh tử, chết và sống. Ai mà không biết bơi xuống sông là sao chết liền. Sống giữa đời này mà không có chánh niệm, tỉnh giác, tình thương, trí tuệ đủ lớn, bị nó dập tơi tả đầu khổ liền. Yes. Và cái dòng sông đó là bên này bờ là mê, bên kia bến là giác ngộ. Và tất cả chúng ta đang trên bờ mê, muốn tìm đến minh giác. Không ai muốn ngu hết trơn, ai cũng muốn trở thành sáng suốt và giải thoát. Cái bờ sông đó là bờ sông của cuộc đời. Con sông đó là con sông của cuộc đời. Còn người lái đò và con đò ấy, là thân và tâm của một kiếp người. Coi thử thầy và chúng ta có ở trong câu chuyện này không nhỉ? Chúng ta có đang ở trong cuộc đời không? Yes, có đấy. Chúng ta có đang có một cái thân và cái tâm để mình ăn uống, mình ngủ nghỉ, mình làm cho nó an tịnh, và mình muốn tu hành hay làm cách gì đó, một niềm tin hay một triết thuyết nào đó để mà mình trở nên nhiều hơn là cái thân xác này, để mình có được cái hạnh phúc vĩnh viễn và lâu dài. Mình đâu có muốn những cái hạnh phúc tạm thời và ảo tưởng. Cho nên cái thân và tâm này là phương tiện, như chiếc bè nó đang chở mình đi.
Có điều, chiếc bè đó có người lái không? Có cô lái đò thông minh, có khả năng nhìn thấu được tâm của vị thiền sư trong bốn trường hợp không? Làm một kiếp người thân tâm ta có, bao nhiêu người cũng có trên thế gian, nhưng có biết nhân quả không? Có cơ duyên để làm đệ tử Phật không? Có học được chánh pháp không? Để con thiền thân tâm này có người lái dẫn không? Cho nên ai mà biết Phật pháp tu hành tinh tấn sâu nhân quả là con thiền của họ đã có người lái. Yes. Vậy người lái đó là ai? Cô lái đò. Cô lái đò đó là ai? Mà tại sao biết được tâm của vị thiền sư dính mắc hay không dính mắc? Dính mắc lâu hay dính mắc nhanh? Cô lái đò đó là chính mọi người chúng ta. Có cái tự tánh, có cái ý thức, có cái sự chánh niệm tỉnh giác, cái bản lai diện mục con người chân thật của mình là Phật không tăng, chúng sanh không giảm. Chúng ta lấy cái đó và chúng ta như là một cái binh chiếu rạo. Khi mà tâm tham mình nổi, vừa mới nổi lên con mắt thấy, nhìn cô gái đẹp, thì vị thiền sư đó quên mất mình và lập tức đắm đuối vào cái đẹp. Đắm đuối vào tức là anh hưởng thụ. Anh hưởng thụ thì anh phải trả tiền cho cái thứ anh hưởng thụ. Như nữa anh hưởng thụ thì anh tạo ra một cái năng lượng dính mắc kéo lôi vào trong đó. Như vậy cái hưởng thụ đó, một là anh nợ là bởi vì anh chưa trả, hai là anh muốn được hưởng thụ lần nữa anh dính mắc. Như vậy là trong cái khoảng mà từ bờ này qua bờ kia mà anh đắm vào con mắt, dính vào cô nàng xinh đẹp đó mà anh không biết, tức là khoảng thời gian đó cô lái đò là tỉnh giác của anh biến mất tiền. Vậy là anh phải trả gấp hai. Trả gấp hai là nợ, anh trả gấp hai. Nữa là anh trả gấp hai có nghĩa là anh phải tái sinh một kiếp nữa làm người để anh trả nợ. Nếu như anh làm đủ phước, tức là anh không có làm ác, thì anh làm người, anh làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái để anh trả cái món nợ mà anh vay để anh hưởng thụ một khoảng đường trước kia đó. Hai nữa, nếu như mà anh nhìn trong khoảng thời gian là ánh mắt có một đối tượng đẹp để nhìn như vậy thì nó rất ngắn, lát nữa hết cái đối tượng thì anh hết đắm đuối vào. Cái đẹp của cô gái tượng trưng cho năm thứ: tài, tiền tài, sắc đẹp, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Mấy con coi thử một ngày đời sống của chúng ta có gì ngoài năm thứ đó không? Và kiếp người này cũng vậy, năm thứ đó thôi, nó là những con sóng nhấn chìm mọi cái bè trước khi nó qua bên bờ giác ngộ. Thì với cái đoạn đường, với cái đoạn mà từ bên này qua bên kia mà nhìn vào, thì mình đủ mắc nợ để trả, đi lên đi xuống của cõi người cõi trời, sinh và tử trong luân hồi sanh tử. Nhưng nó còn đỡ là sinh vào cõi người và cõi trời nha. Còn nếu như mình nhìn cái ánh mắt vào cô gái ở dưới cái ánh nước, thì cô gái dưới ánh nước á là thật hay giả? Giả. Cái giả của thân xác này là giả cấp 1 thôi. Bây giờ nó cũng tàn héo như những hạt bụi bay bay. Nhưng mà cái giả cấp 2 á là như ánh nước nữa. Ánh nước nó còn giả tạo, tức là mình rời nhẹ cái thân mình thôi, có cảm thọ có. Cái thân mình là một cái ổ cảm thọ để hưởng thụ dục lạc. Nếm nè, ngửi nè, nghe, nhìn, xúc chạm. Cho nên với cái thân xác có thật đây này, thì cái cảm thọ là bình thường, ăn thấy ngon, hưởng thụ ở cấp độ đó thì còn dễ chấp nhận được như là cõi dục giới. Nhưng mà ngoài cái cảm thọ mà ngồi tưởng tới cái cô gái đó mà để hưởng thụ, đó là một loại dục lạc bệnh hoạn nhé. Ở cấp độ bệnh hoạn rồi đấy. Thì ở cấp độ bệnh hoạn đó, ví dụ như nhìn vào cô gái thì lúc nhìn lúc không, chứ nhìn hoài người ta thấy, như vậy là không phải nhìn hoài được. Nhưng mà trốn đi, nhìn xuống dưới nước, tưởng đâu không ai biết, nhìn hoài, tức là mức độ mê mờ và bệnh hoạn nó kéo dài rồi. Thì cái mức độ, cái món nợ mà mình hưởng thụ nó phải lớn lên. Mức nợ, cái mức độ tăng cường của cái sự dính mắc và của đối tượng nó tăng lên. Yes. Cho nên mình phải trả gấp ba. Và nếu như vậy là bệnh hoạn tức là không chân chánh, không chân chánh tức là mình đã làm ác, mình đã làm ác thì mình phải đọa vào những cõi dưới trời và người
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và ở đây là ở mức độ nặng tương đối, trung bình tùy vào súc sinh. Để trả cái món nợ rằng làm trâu bò, để trả lại cái món nợ tình ngày xưa mà anh ta cho mình hưởng. Yes. Một người yêu mình, một người mình không yêu mà họ yêu mình, đừng có nhận gì của họ hết. Nhận cho nhiều mà mình không đáp lại, kiếp này, kiếp sau mình phải đáp một cách nào đó. Đó gọi là nợ tình. Mình nếu không đủ phước làm người để trả như là một người yêu, vợ chồng, con cái, thì phải làm con trâu, con bò để cày cấy mà trả. Phải làm con chó để giữ cục vàng cho họ, sủa miết. Đó tức là trả gấp 3. Còn trả gấp 4, trả gấp 5 lần, tức là nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đâu phải thiền đâu. Nhắm mắt lại để chạy trốn. Chạy trốn một loại đau khổ, bởi vì chính cái lạc thú nó tạo ra đau khổ. Nếu không chán chường thì cũng bị phản bội và vô cùng là tổn thương. Thì đi tìm một lạc thú khác. Nếu như ở với em một mình đã chán chường thì vô quán bar nhiều em hơn. Buồn chán cái này thì đi tìm một cái khác. Đó là cách mà nhắm mắt lại chạy trốn, ở trong đầu nó hừng hực một cái lạc thú, nuôi lớn lên hết cái này đến kia, thay thế cái này đến cái nọ. Và với ở trong đầu thì sao? Ăn cũng nghĩ tới dục lạc, mà ở trong đầu ăn cũng nghĩ, nằm cũng nghĩ, đi cũng nghĩ. Lúc nào liên tục trong đầu mình cũng có cái quá khứ, là những cái thứ đau buồn hoặc những cái thứ lạc thú, nó trở về liên tục, nó làm thành một cái địa ngục ở trong đầu mình, trong khi mình đang là một công dân của trái đất. Như vậy trong đầu với một cái đống lửa hừng hực là dục vọng nó đốt cháy, với một cái đau khổ hận thù hừng hực ở trong đầu với quá khứ, thì đó phải là địa ngục không? Cô lái đò xuất hiện quá chậm, không thấy được cái khoảng thời gian ở dưới nước là đã nặng rồi, mà không thấy được cái khoảng thời gian nhập tâm với cái những lạc thú, cái sân hận, cái suy nghĩ, cái cảm thọ làm một với nó ở trong đầu mình. Và cái nợ mình phải trả lên là gấp 5. Và buộc mình phải xuống ở dưới cái nơi tương ứng mà lúc sống mình có, đó là địa ngục. Là trả gấp 5. Ý nghĩa trả gấp 5 là vậy. Thế vậy chúng ta thấy nha, một ngày 24 tiếng đồng hồ trên Đức Phật dạy thế nào? Tu tức là chọn cách trả nợ. Nếu mà còn nợ thì trả cách sau đó ngắn nhất. Nếu mà còn nợ, còn không, còn tình, còn tài, còn sắc, còn danh, còn lợi, còn ăn, còn ngủ, còn mà. Nếu mình giống như mấy con là không phải xuất gia tu hành, thì những cái thứ đó, giống như Đức Phật nói có hai cái thứ hạnh phúc, thế gian và xuất thế gian, thì mấy con đáng hưởng cái hạnh phúc thế gian. Nhưng vui lòng biết một điều, làm sao đó để trả cái món nợ này ở cấp độ gấp đôi thôi. Bởi vì còn làm người, làm trời nữa. Đừng có để trả cấp độ thấp hơn. Cấp 3 làm súc sinh ngạ quỷ, cấp 5 làm địa ngục, hết có cơ hội tu hành. Và nếu cấp độ 2 là một người dù ngoài đời họ cũng có thể hưởng cái hạnh phúc xuất thế gian, giống như những người tu, đó là khi mà đưa ánh mắt nhìn một đối tượng, tâm ái dục khởi lên, thấy liền, cô lấy đò xuất hiện liền. Khi cô lấy đò xuất hiện cùng một lúc với cái tâm ái dục đó thì không có chuyện gì xảy ra ghê gớm. Cứ mỗi lần mà nhìn thấy, mỗi lần nhìn thấy, Đức Phật biết mà chúng ta là con người nè. Còn không? Còn gì? Tham lam sân hận ở trong người á. Đức Phật nói là không sao đâu mấy con ơi. Chỉ có điều mấy con vui lòng đẻ cái thứ mà ở ta nè, thành Phật rồi không tăng. Ở mấy con này vẫn còn chúng sanh không giảm, đó là cái tự tánh, cái ý thức, chánh niệm, tỉnh giác á, để phía trước. Ví dụ mà tham nó nổi con thấy giùm ta. Và khi không tham con thấy giùm ta. Khi không sân con thấy. Tức là con để cô lái đò đó thường trực ở trong lòng con, để nó lái cái thân tâm này. Nếu như mà còn hưởng thụ năm thứ đó thì cũng hưởng thụ theo kiểu trả khoảng gấp 2 thôi. Còn nếu như vượt qua luôn thì đừng có hưởng thụ, vượt lên trên nó, sử dụng cái thân này từ bờ mê vèo qua bến giác luôn. Nếu không phải một kiếp này thì cũng ít nhất là đang đi trong đường đó. Vậy hãy làm cô lái đò, đừng làm cái đẹp của cô lái đò đó. Đó chính là cái hưởng thụ, cái dục lạc. Bởi vì nó sẽ làm cho các con, những chúng sinh
đắm chìm ở trong đó hết kiếp này sinh tử đến kiếp kia sinh tử. Mà cái dòng sông kia nó thấy mình sinh lên tử xuống, sinh lên tử xuống không biết bao nhiêu kiếp. Vậy trước khi mà mình bước lên giường mình ngủ, mình coi thử, nếu mà giấc ngủ của mình nằm xuống và làm cái rạc vô luôn thì tức là một kiếp người trăm năm, giả dụ như một ngày đó, thì coi cái giấc ngủ này nó giống như là một cái chết ngắn. Nếu như mình nằm xuống mà yên tĩnh ngủ ngon thì tức là 100 năm của một ngày này sao sống như là mình mong muốn, mình không có cái gì hối hận hết, lòng mình nhẹ nhàng. Và bởi vì sao? Bởi vì vô lấy đò nó thường trực, cũng tham, cũng sân, cũng buồn, cũng vui, nhưng lúc nào vô lấy đò cũng biết, đi biết, đứng biết, nói biết, ngồi biết, suy nghĩ không suy nghĩ biết, cảm thọ này nọ, vui buồn biết hết. Thì cô lấy đò đó biết, biết hết trong tâm của vị thiền sư kia. Yes. Biết đến độ nào đó mà tâm vị thiền sư không còn ái dục biết luôn. Chứ là khi mà lòng của mình đến cái độ chín mùi tu tập tỉnh thức hoàn toàn thường trực 100% là mình biết đấy. Mình biết là mình ăn no hay chưa đó, mình biết là mình đang đói hay không đó, mình biết rõ ràng lắm. Đó là chuyện mà chúng ta chỉ cần nhớ một điều, đó là cô gái ấy cũng chính là cái đẹp, là sắc dục, là tượng trưng cho cái dục mạnh nhất của cõi dục trong năm dục. Nhưng cũng chính cô gái ấy là người lái đò. Yes. Cũng chính bước chân ấy, Đức Thế Tôn bước trong bụng, cũng chính bước chân ấy, bùng lầy ấy để cho có hoa sen, Đức Thế Tôn bước lên trên đó. Cho nên mình không có bỏ cô lái đò, và mà mình đi chạy tìm một cái chỗ nào hay một cái gì khác ngoài cổ. Bản thân cổ là ngũ dục. Yes. Để cho vị thiền sư dính mắc vào. Nhưng bản thân cổ cũng là sự giải thoát khi mình biết mình dính mắc, thâm sâu cái chỗ đó. Đó là ý nghĩa câu chuyện mà chúng ta có mặt với nhau. Thầy kể để thầy lắng nghe chính mình và hành trì chính mình, và kể cho mấy con nghe, mấy con lắng nghe và hành trì cho mấy con. Và kính gửi đến đại chúng một ngày mới an lành, để cho cô lái đò ấy lái 24 tiếng đồng hồ của mình trọn vẹn, yêu thương, tỉnh thức và có niềm vui sống trong cái đời sống tu tập của mình. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.